Chào tất cả anh em, chào các em nhỏ cũng như các em lớn, các đầu gấu cũng như các đại ca. Chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Vậy là chỉ còn hơn 4 hôm nữa thôi thì sẽ có bản cập nhật mới rồi. Và rất nhiều bạn nhỏ hỏi là liệu sẽ có bom mới xuất hiện không anh. Thì mình cũng đang hóng đây, mình cũng đang hóng như các em nhỏ thôi. Liệu nhà phát hành có ra bom mới trong đợt này hay không thì vẫn hiện tại thì mình vẫn chưa thấy cái thông tin gì anh em ơi. Thì để xem mai hoặc ngày muốn xem thế nào. Có rất nhiều bạn còn chưa phun bò nữa anh em ơi. Và hiện tại mình thấy em Trúc Mai đang gặp cháu Hồng rồi. Phút thứ 7 gần phút thứ 8 rồi, nhanh lên em ơi, không nó bay đấy. Rồi em ơi lùm rồi. Rồi châu cháu Hồng vương biển luôn. Rất là nhân phẩm rồi, xin chúc mừng em nhá. Mình rất thích cái màu xanh của game trước đây. Bây giờ ra cái sự kiện mùa thu rồi là Halloween này, nhìn cái màu vàng mình cảm thấy nó buồn, nó chán quá anh em ạ. Mong mấy hôm nữa thôi thì sự kiện Halloween rồi sự kiện mùa thu sẽ kết thúc luôn, cho nó biến mất luôn đi để trả lại cái màu xanh cho game. Ở đây thì mình gặp con chuột chuột kim, lâu rồi cũng không gặp em nó thôi. Lâu rồi không gặp thì lùm em nó luôn đi anh em ơi. Rồi lại vương biển, nhìn màu vàng này nó rất là chói mắt anh em ơi, trả lại màu xanh em dịu của ngày xưa đi. Bây giờ từ khi ra phiên bản mùa thu này là bị cẩn anh em ơi. Mình đi đo mắt mình cần một đồ cho anh em, mà mặc dù trước đó mắt mình rất là tinh, rất là sáng luôn. Cộng thêm một việc bắt con châu chấu hồng, nó đã bé rồi lại còn xuất hiện ban đêm, cho nên nó là làm tăng độ cần cho rất nhiều em nhỏ trong thời gian này. Cho nên lần sau nhà phát hành có ra bò mới nữa thì đừng ra những con bé tí nha, nên ra những loại bò mới to, vừa to phải vừa đẹp nha. Nói chung là cái gì mình cũng thích to thôi, chờ cái bụng bự ra nha, cái bụng bự thì mình không thích thôi. Rồi mình lại gặp tiểu cường tiếp rồi anh em ơi, cái thằng ẩn ư này lại gặp nó thường xuyên luôn. Hôm qua lùm một siêu phẩm vương miền rồi thì hôm nay mình gặp nó này anh em. Thôi được rồi, gặp thì phải lùm thôi anh em, gặp nó thì phải lùm ngay. Hôm qua lên vương miền rồi, hôm nay hy vọng nó lại tiếp tục lên vương miền cho mình. Nói thật là mình rất ghét cái điều bay của con này, nó có bay loang quang nhìn rất là ghét anh em ơi. Lại đây cho kẹo nào, rồi đấm chết cha mày luôn. Ôi trời ơi, ui lại vương miền tiếp rồi anh em ơi. Không hiểu hôm nay nhân phẩm kiểu gì mà gặp con nào cũng lên vương miền thế này. Các bạn đang xem video, ai chưa like kênh cũng như subscribe kênh thì nhớ ủng hộ mình bằng một lượt like cũng như subscribe kênh nhá. Nhớ nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình. Mình xin cảm ơn rất nhiều, chúc mọi người sức khỏe và thành công. Sau bao đêm tìm kiếm con châu chấu hồng thì cô giáo chúng ta hiện tại đang gặp con châu chấu hồng rồi. Chúc cô sẽ đến thành công, cố lên cô ơi. Đúng rồi, cứ đi chậm như thế, áp sát từ từ thôi, không nóng vội nha, còn rất nhiều thời gian. Lùm nó đi nào, rồi, thành công rồi anh em ơi. Rồi, xin chúc mừng em nha. Chúc mừng em mà lên thành công châu chấu hồng. Và đến đây thì mình cũng xin dừng video luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nha, xin cảm ơn rất nhiều. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Subscribe vào YouTube này nhớ.